thực hiện nghị quyết số 22 ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị và chủ trương đề án của Bộ Công an về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 5 năm 2019 về xây dựng lực lượng công an xã chính quy. Theo đó, từ tháng 6 năm 2019 đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động gần 800 cán bộ từ Công an tỉnh và Công an cấp huyện đến đảm nhiệm các chức danh trưởng phó Công an xã và Công an viên tại 152 trên 152 xã của tỉnh, trong đó có 40 cán bộ nữ. Từ khi có lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, chất lượng hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự ở nhiều xã của tỉnh Đắk Lắk dần được nâng cao. Những kết quả chuyển biến về tình hình an ninh trật tự ở các xã trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thêm khẳng định chủ trương đưa công an chính quy về xã là rất đúng đắn. Đây là tiền đề vững chắc để tỉnh tiếp tục phát huy, thực hiện tốt hơn nữa việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy trong sạch, vững mạnh trong những năm tới. Trong dịp này, với những thành tích xuất sắc trong chỉ đạo tấn công, trấn áp tội phạm và điều động lực lượng công an chính quy về xã, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh, đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì, 6 tập thể và 15 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và 6 tập thể, 30 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích trong thực hiện nghị quyết 11 của Tỉnh ủy Đắk Lắk.